tìm đúng thầy đúng thuốc, vừa uống để chữa hết bệnh, còn ăn chay niệm Phật thì anh giữ làm lại rồi đó. Xong rồi từ lúc đó thì tin tưởng là ra rồi xin uống, uống về nửa tháng xét nghiệm, cầm cái tờ xét nghiệm đem về nó nước mắt nó chảy ròng ròng, ông sợ ông mừng khóc. Cũng nửa tháng là thấy nó giảm hẳn rất là nó nhiều. Giảm rất là nhiều vậy hả? Tuy còn bị đau lòng dạ nhớ tới là cấp, nhớ tới là sắp dạ. Hồi lúc đầu tiên em mới ra đây là em có 40 kg, ốm lắm, ốm luôn mà đen xấu vậy đó hả? Giờ được 43 kg dạ. Mẹ em thì bị tiếng giáp mấy năm rồi. Thưa quý vị, và hôm nay thì nhà cơm của Thành Hậu được một chị đã dùng của bà Hà có kết quả và đến để kiểm chứng và có đem giấy tờ đến để cho quý vị mình đọc xem qua. Và đây chị này đây quý vị. Cô qua bên đó luôn đi, hai người qua bên đó luôn, ngồi luôn đi. Dạ. Rồi đây là hai vị đã có dùng quả củ bạc hà này. Rồi chào chị ha. Dạ. Mình tên gì ở đâu chị? Dạ em tên Nguyễn Thị Thanh Hương ở Tân Hiệp. Tân Hiệp. Dạ. Chị bệnh sao? Dạ em bị suy thận độ 4. Suy thận độ 4. Dạ. Rồi mình dùng này được bao lâu rồi? Dạ, em dùng được 2 tháng 3 ngày. 2 tháng 3 ngày. Dạ, thấy kết quả rất là khả quan, giảm rất là nhiều. Dạ. Dạ đây là những cái giấy, nhưng mà bây giờ bên YouTube nó không cho mình quay gần để cái thông tin của cái người. Dạ. Dạ có thể là chị cho biết hồi đầu tiên là nó bao nhiêu và hiện giờ mình uống trong khi thời gian là được bao nhiêu ngày và nó giảm được bao nhiêu vậy đó. Chị cho bà con ta biết ha. Hồi lúc em chứng bị uống là em có đi khám. Dạ. Là cái thận của là cái hai cái quan trọng nhất là cái UG máu và cái creatinin. Lúc dạ. Em chưa uống là cái UG máu của em là 12.7. Em uống cái creatinin là 2.6. Dạ. Em uống được nửa tháng là nó sụt dạ. Xuống là còn có 8.4. Dạ. Tức là nó giảm. Dạ giảm. Rồi em uống thêm một tháng nữa em xét nghiệm là cái UG máu em là còn có 6 chấm, là nó trở về bình thường luôn. À. Nó nằm trong mức an toàn. Dạ. Có cái UG thì nó cũng giảm nhiều lắm, mà nó không có giảm lẹ như cái có cái creatinin, nó không có giảm lẹ, không có giảm lẹ UG. Dạ. Dạ. Cái này là mình đi xét nghiệm ở đâu chị? Dạ. Em xét nghiệm bệnh viện. Ở bệnh viện. Vậy ha. Dạ, 3 tháng em mới đi Sài Gòn một lần. À. Rồi cái triệu chứng nó trước kia là như thế nào chị? Đó là em mệt mỏi lắm, không xe này là em không có chạy xa được, em chạy gần hay chạy xa là dầm bẻ tay. À. Mắt em thì bầm đen hết, mí này thì bầm đen hết. À. Em uống nửa tháng em chưa đi xét nghiệm nhưng mà em biết là nó giảm rất nhiều, tại con mắt em là nó hết thâm mà. Dạ. Nó bị quằn ha, hay bị quằn. Nó bị bầm luôn anh. Ồ. Bị bầm luôn, nó bầm luôn rồi. Ở đằng trước này thì nó đỏ ao, đằng sau này thì nó bầm màu đen. À. Bây giờ là hình như là em sao trở là bình thường, mình thấy là cũng bình thường, sao kỹ lắm là nhìn xuống mới thấy tí, còn tí cái này thôi. À. Dạ. Dạ. Kết quả xét nghiệm này là xét nghiệm gần một tháng trước rồi. Dạ. Bây giờ cả này làm thấy là nó khỏe, có kết quả tốt mà ha. Dạ, đây là quý vị mình thấy những cái tờ giấy đây kết là quả, và sau khi chỉ dùng 2 tháng mấy thì nó có kết quả rất là tốt. Mới có tháng rưỡi thôi bây giờ. Dạ. Ở tháng này làm chưa xét nghiệm lại. Dạ, đây nó có tỷ lệ là giảm rất là nhiều. Dạ. Rồi đây là có kiểm chứng rõ ràng đó quý vị. Chứ để nói rằng là nó dùng nó không có kết quả. Rồi nhiều khi mình nói đây là chỉ có nói vậy thôi chứ nó không có kiểm chứng. Dạ. Em đầu tiên em cũng không có dám uống, tại vì cái bệnh thận á là nó rất là khó, nếu mà cái bệnh khác mình uống nếu mà không giảm thì không sao, còn bệnh thận mình uống mà không trúng là nó thành chất độc. Nó sẽ cái thận mình nó sẽ giữ, giống như nó giữ trong đó. Dạ, dạ. Nó bệnh mình sẽ tăng lên rất là nặng.
Dạ. Em thấy là bệnh em là giờ uống thuốc gì cũng không hết nổi, bệnh thận là thấy có uống trước tay. Kia lúc mà chưa có này có uống. Uống có uống thuốc nam, uống thuốc tây, uống thuốc đông y cũng uống hết, nhưng mà bệnh nó không giảm mà nó nặng thêm. Ờ vậy đó hả? Bệnh em phát hiện hơn một năm nay rồi, vô giai đoạn 4 hơn một năm rồi. Vậy đó hả? Không uống cái gì giảm hết trơn, nhưng mà em uống cái này em thấy uống mới có nửa tháng à mà xét nghiệm cái nó giảm gì làm mừng lắm, so với dạ. Em cũng theo xem trên mạng cũng nhiều ý kiến trái chiều lắm, nhưng mà sức khỏe là của em, mình uống mình biết là nó tốt cho mình rồi, mình tin tưởng mình uống. Dạ. Chứ cái bệnh này bây giờ là em thấy ngoài cái thuốc này ra em chưa thấy cái thuốc nào mà uống giảm hết trơn. Yeah. Lúc trước em uống thuốc tây một tháng em uống là 7 triệu mấy. Dạ. Yeah. Uống bao nhiêu lâu thời gian? Em uống có 2 tháng mấy là em thấy cái mặt em đen hết luôn. Mặt em đen còn hơn là giống như là anh lấy anh chép lên vậy đó, đen hết luôn. Như bao còng. Đen hết luôn, đen à. Nhìn thấy sợ lắm. Vậy đó hả? Đen lắm, đen dạ. Uống bọn gái trắng tươi rồi sớm mai cũng khen. Xong rồi dạ, đó. Đi đâu ai nhìn cũng thấy sao giống như không phải không? Uống cái này là nó mới có 2 tháng mấy mà đỡ cải thiện ra nhiều lắm luôn. Dạ. Chứ trước kia là cái mặt thâm luôn, có mặt. Thâm luôn. Dạ. Ốm nữa mà uống cái này là lên được 3 ký. Ăn ngon, ngủ ngon. Tốt quá. Dạ, mà mình xét nghiệm cái kết quả nó tốt nữa là vì là em nói không có thuốc nào mà trị cái bệnh này hay mà cái thuốc này. Dạ. Lúc trước là uống thuốc một tháng là 7 triệu mấy mà nó không cải thiện được. Dạ. Thuốc đó ở nước ngoài đó chứ không phải của Việt Nam mình đâu. Dạ. Thuốc đó là nhập ở nước ngoài về mà uống không giảm. Rồi cô bị sao? Rồi đi chung nè, là cô vậy hả? Tay cô bị đau lòng. Dạ. Dạ. Hồi lúc đầu tiên em mới ra đây là em có 40 ký, ốm lắm, ốm luôn mà đen xấu. Vậy đó hả? Giờ được 43 ký. Dạ. Mẹ thì bị tiếng giáp mười mấy năm rồi, bị thêm bệnh đau lưng nữa. Rồi có uống không cô? Có uống không? Dạ. Uống rồi. Lúc mà chỗ huynh còn ghi cái miếng giấy bằng viết bằng tay đó ha. Ghi bằng tay tới giờ đó hả? Tàn vậy đó hả? Uống rồi. Cái này cũng cắt cả đau lưng cũng hết, bằng cổ cũng mới nhất lớn ra đây là đau lưng còn không được. Dạ. Yeah. Tức là cái lưng cô nó bị cái sao? Thôi quá. Thôi quá. Đi xua ăn chụp hình là nó hơi cong bên á. Dạ. Dạ. Đi ra đây ngồi xe mà nó giả tỷ như chỗ nào có cái cục hơi dốc nó dằn đấy ha. Nó đau khắp luôn. Dạ. Rồi mình dùng. Đỡ lắm mà. Dạ. Đẻ lắm mà mẹ nói bữa nay đi không thấy đau đớn gì. Dạ. Rồi cô có đi xét nghiệm gì lại không hay là mình chỉ thấy cơ thể mình nó khỏe rồi mình chưa, mình thấy bớt. Thấy bớt vậy thôi chứ chưa. Dạ. Rồi cái bú này là nó hành cô làm sao? Lâu thấy nó hành, nó khó chịu. Nó đau. Nó khó chịu là nó mệt nó hả? Mệt, người nó bị nhức, nó đau. Mẹ bị nhức, nhức cổ vậy lắm luôn. Vậy đó hả? Mà hôm nay không thấy nhức nữa, nó chỉ còn kêu ọt ọt thôi. Lúc trước thì nó cũng kêu nhiều lắm, nó kêu trong cái ọt ọt trong đó. Mình nghe nó kêu luôn. Dạ, đâu cái làm như là cái ruột nó sâu, tưởng tượng như vậy đó. Mà nó ngay chỗ này, nó kêu ngay chỗ này. Ồ, lạ rồi. Dạ. Lúc trước sợ mà cứ ngồi mà nấu thuốc nam mà cứ khóc hoài nó. Mình nhỏ tuổi quá không lên mình chết sớm vậy con không lo. Rồi bú này mình không có đi bác sĩ được sao? Dạ, uống thuốc ra tay nó không hết. Nó tức là có đi có uống mà nó nhiều lắm, uống nhiều năm lắm đó, uống rồi đi uống nam, đi ung bú ai chỉ lại ở đâu là đi đó, chỉ ở đâu đi ung bú trên Sài Gòn là đại học y dược rồi bệnh viện Chợ Gãy đi cùng hết trơn à. Dạ. Ai chỉ ở đâu có bác sĩ giỏi là đi đó hết rồi mà. Dạ. Uống thì lúc uống á thấy nó đỏ mà lúc uống là nó bị gan. Dạ. Rồi từ lúc mà mình dùng cái này tới giờ là nó cải thiện, là nó không nghe ọt ọt nữa không, có nghe còn ọt ọt nữa không? Không còn nhức, nó chỉ còn kêu lâu lâu còn kêu ọt ọt. Không có nhức, lúc trước nó hành nó nhức luôn hả? Dạ. Rồi ăn uống rồi sao cô? Cô ăn uống rồi nó có ăn được ngủ được ha? Tại mình cũng hôm nay không có lên mạng nhiều là lý do bây giờ bên cái YouTube này tại có người ta giống như người ta chọt á, một số người ta không thích làm cản trở cái con đường làm ăn sao không biết, cho nên mình cũng hạn chế lắm, kể như là 99% về vấn đề mà quay lên những cái người hết bệnh đến đây rất là nhiều và bớt
À, hồi sáng hai ông bà đến đây là hết luôn đó, lại đang búng không à, lại chơi chứ không có tỉnh nữa. Mụ có chỉ cái cô đó là cổ bị tiểu đường, cổ bị tiểu đường là ta kêu bệnh viện kêu tiêm insulin luôn đó. À. Cổ ăn không được, không uống được, cổ mệt lắm mà. Chỉ cổ ra đây là cổ xin thuốc, ngoài này là cổ uống rồi, giờ cổ khỏe lắm. Dạ. Yeah. Đường cổ là giờ bình thường rồi. À. Ăn ngon ngủ ngon. Cô cảm ơn, cô cảm ơn. Cô có cảm ơn thì mà cô đi ra ngoài đó, cô cảm ơn hai chồng. Chị tiền đi chứ con thì chị còn chỉ thôi, con đâu có làm gì đâu, cảm ơn. Hồi sáng này là hai ông bà luôn, nghĩa là hai ông bà là tôi nói ủa bữa nay đi thỉnh nữa hay gì, nó không có, hết bệnh luôn à, nghỉ luôn à, tại giờ thấy đi xét nghiệm siêu âm lại hoàn toàn nó đã hết cho nên không có uống nữa. Thì rồi chị nói ai em chị hay gì bị gì nữa đó, thở bằng tim ba lá, siêu âm tim hỏi quanh tim ba lá, mệt mới đầu là chỉ thấy mệt thôi, lúc đầu tiên chưa có đi khám ra đây là xin là chị tiền hỏi bị gì, là nó bị mệt đau thắt ngực xong rồi về cái bữa đó rủ nhau đi khám là hỏi quanh tim ba lá, mà giờ không có, sắp đi xe siêu âm lại không thấy, không có hỏi nữa. Tàn ô hay vậy, uống cũng được 2 tháng mấy à, hỏi ba lá luôn mà bây giờ là hết luôn. Hôm nào có đi rủ chị đó ra coi sao? Tại lúc trước là anh chưa chạy xe được thì kêu nó chở hai chị em đi. Bây giờ em chạy xe được, chở bà mẹ. Chạy không được là lúc trước là chị bệnh là yếu luôn hả? Em yếu với lại chạy một hồi là nó tê cái tay, không có chạy được. Rồi bây giờ chạy xe còn tê tay không chị? Dạ không tê, chạy từ chổng ra đây không có tê gì vậy. Vậy đó hả? À, rồi chị bệnh bao nhiêu lâu chưa mà nó hầm dữ hả? Cái này bác sĩ nói là mình bệnh lâu rồi mà tại mình không phát hiện. Giống như hồi lúc mình tuổi hồi trẻ mình lướt ha. Dạ. Cứ lo đi mặn bình thường mà sao thấy thời gian sau cái đi mặn thì thấy nó hơi mệt, nắng là mệt, sức khỏe nó xuống nữa, chắc tại mình mặn nhiều quá, mình mặn gán quá, cố gắng mặn quá nên chắc sức khỏe mình nó xuống nên cũng không để ý nữa. Dạ. Cứ lâu lâu thì ra bệnh viện huyện khám, tất khám sơ sơ với thằng nó nói xin được cơ thể này kia thôi. Dạ. Hôm đó em đi đám tang vậy. Đi hai cái đám tang về cái mặt em thấy nó nặng nặng lên. Thấy xong mình nó khó chịu quá. Nó kêu ông xã chở đi bệnh viện khám. Ra khám ra nó nói bệnh chị là hết thuốc chữa. Đang ơi. Nó nói ủa bệnh em nói vậy em có bệnh gì đâu mà hết thuốc chữa. Nói chị đi đâu cũng vậy thôi. Chị lãnh thuốc này về chị uống đi. Nói chung là cái thuốc người ta đưa mình hướng cũng chưa có hiểu gì về bệnh của mình. Tại xung quanh đó không ai bị bệnh gì đó, cái ta đưa về cũng uống, mà uống một ngày đi tiểu không biết nhiêu giác mà nói. Tới sau này mới gặp ông bác sĩ đó, ông kêu thôi giờ bệnh này đi Sài Gòn đi coi có còn nước còn tát chứ không phải là bệnh hết thuốc chữa đâu. Đi Sài Gòn lên chẩn ta coi, người ta nói này thuốc sổ không uống cho nó sổ tiểu đi tiểu có ngày chứ thuốc là bệnh này không có thuốc chữa. Đi lên chẩn thì người ta cũng khám này kia, người ta nói vô giai đoạn 4 rồi cũng không thuốc chữa, bây giờ chỉ uống thuốc để bảo tồn là cho mình nó chậm tiến triển nặng rồi. Em không tin nó hồi đó giờ mình có bệnh hoạn gì đâu mà sao tự nhiên người ta nói một hiện nay nhiêu tuổi rồi? Dạ 42, một là tiểu đường, hai là huyết áp. Mình không có bệnh gì này nền mà sao tự nhiên nghe cái hết hồn. Ông xã ông khóc quá trời khóc, em không khóc, em trầm tĩnh, em không khóc, ông xã khóc quá trời, ông suy sụp. Rồi nó hết thuốc chữa, bác sĩ nói giờ cho thuốc bổ máu với lại có gia đình có điều kiện thì mua thuốc đạm thận của ở bên nước ngoài nhập về 16.000 một viên. Uống cho bảo tồn, em uống một tháng là 7.500, em uống 2 tháng mà em uống cái mặt em càng ngày nó càng đen đen hết luôn. Cái em thấy nó anh ơi sao mặt em quá trời rồi. Nói giờ không có thuốc chữa gì, cái thuốc này là kéo dài sự sống thôi. Nó đen mà nó sống. Còn em không được có buồn, em xấu đẹp gì vợ chồng mình thương nhau tình cảm tình nghĩa thôi chứ không phải là xấu đẹp rồi thôi. Nó nám hết thì nó hết nám á. Ông chồng em nói vậy đó. Tại đâu còn chỗ nó đâu nám. Đúng rồi. Xong rồi cái mà ông nói trước mặt em giữ cho ông khóc hoài à, ông buồn lắm. Ông suy sụp hơn em nữa. Thì cái em muốn 2 tháng em thấy xét nghiệm kết quả nó nặng hơn, em bỏ em muốn. Xong cái em quay qua em đi lên trên nước sập em hút thuốc nam uống. Cái nó nằm ngay vô bắt mạch thì ta nói người ta chữa được. Người ta nói vậy đó. Cũng tin tưởng uống thời gian mà cái mặt nó cũng đen thêm nữa. Rồi thì nó mệt thêm. Nói chung là nếu mà em ngồi chút xíu là em đau lưng nó không ngồi nổi. Như nãy giờ ngồi nổi giống vậy không? Không ngồi nổi.
nằm mà nằm trên giạc chứ nằm võng cũng không được nữa, nó đau lưng á. Xong rồi cái em bỏ ăn uống nữa, uống nữa cái thời mai em lên mạng buồn quá, em lên mạng em kiếm này kia rồi cái người này chỉ này người kia chỉ kia, nói chung cũng uống thầy này thầy kia đủ thứ trơn vậy, cái không được cái lên sao thấy ông bác sĩ đó ổng chữa kiểu mà chữa lành tự nhiên, cái em đi lên đó, ổng là bác sĩ tiến sĩ luôn. Xong rồi lên đó ông đó ông có cho uống thuốc, ông khám không à, ngồi nói chuyện ông coi xem kết quả xét nghiệm nào mình xét nghiệm lên lại. Ừ. Chỉ là cái gì ăn cái gì không nên ăn, và ông kêu là đừng bao giờ uống thuốc tây, người ta là bác sĩ tiến sĩ mà người ta kêu mình đừng bao giờ uống thuốc tây, người ta nói là cái thuốc tây là không có chữa được bất kỳ cái bệnh gì, cái tiểu đường huyết áp gì chữa cũng không hết. Em cũng tin tưởng bác sĩ, em cũng theo bác sĩ là bác sĩ cho về ăn, chỉ ăn em ăn rau với lại trái cây thôi. Em không niêm nếm, không ăn tàu hủ luôn, không ăn thịt cá gì hết. Xong em theo bác sĩ em giảm mười mấy ký, lúc đó em 54 ký. Em theo bác sĩ em giảm mười mấy ký mà nói hôm nay là bệnh nó không nặng nha, nó giảm xuống chút chút, nó giảm xuống một thời gian 3 tháng sau nó có giảm chút đỉnh, cái độ lọc cầu thận thì nó tăng lên. Nó tăng lên chút chút vậy đó. Bác sĩ nó cũng như là cái giai đoạn 4 là cái thế giới còn không chữa được nữa. Bây giờ mình nếu mà kiên trì là không chỉ ăn rau với lại trái cây thôi, mà những cái rau ăn được thôi chứ ngồi cái nào không ăn lung tung, trái cây cũng vậy. Kiên trì thì kéo dài nó khoảng, nếu mà cái cơ thể mình nó đáp ứng được thì nó giảm từ 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 từ, mình bò giống như mình bò từ từ lên. Em ăn được cũng gần một năm, xong rồi nói là nó không phải là nó không hết, nó không bớt, nó bớt mà nó bớt rất là ít. Cái lượng lượng cái uge cái creatinine á, một năm mà nó giảm được có chút xíu xíu à, mà nó cũng có giảm là hy vọng rồi, tại mình nói là cái bệnh này là không có đường nào chữa cho nó, thì có cái này, có cái phương pháp ăn này, ăn rồi chữa lành tự nhiên thì mình cố gắng mình theo thôi. Tại vì mình chồng mình thương mình, con mình đó, rồi mẹ cha già, còn hai bên mình cố gắng. Nên từ đó giờ là ăn rau với trái cây, không ăn liếm liếm gì hết. Ăn nó tới là không có ăn đồ mà đồ mặn vậy chứ, nghĩa là không có đi mì đi đâu ăn được nè. Ăn được, ăn quen làm Phật độ, mình cũng ăn chay niệm Phật rồi cầu xin trời Phật thương xót, rồi sáng lễ Phật, chiều lễ Phật, cầu Phật thương xót, thì mình em nói là ngay là cũng chờ Phật thương xót. Xong rồi cái quay qua cũng tìm hiểu thấy cái của bà Hà nè, cũng mới đầu cũng không dám uống, là biết cái bệnh của mình là không có nên ăn uống lung tung. Làm sao mà chị biết được ở đây mà chị ra đây? Lên mạng em xem. Lên mạng xem coi người ta có ai chỉ cái thuốc gì hay hay không, mà mình theo dõi cái thuốc đó thời gian chứ không có dám mà thấy là uống đâu. Thấy cái của Hà này lâu rồi, lúc mới ở trên trên anh Tấn Dũng đó là thấy lâu rồi mà không dám uống. Cũng tin tưởng lắm, tin tưởng là cái đó là thuốc hay, nhưng mà không có dám, không có thấy người ta nói là bệnh thận nó hết, nên cũng không muốn xem. Cũng xem ngày nào rảnh rảnh là cũng mở lên xem kinh của Tấn Dũng, sau cái thấy Phật lên có kinh của Vinh Sơn vô xem thấy có cái chú đó là chú bị bệnh thận giai đoạn 3, chú nó uống giảm nhiều rồi, cái mừng lắm mà cũng chưa dám uống đâu. Cái cũng nói đầu ngay là thấy cái bệnh mình nó khó vậy đó, cũng chưa dám uống, mà tại mình đang ăn uống kiên cử dữ lắm mà đâu dám uống lung tung. Xong thêm thời gian nữa cái cũng điều cũng thấp nhang gian gái đầu con, ngày mai con đi ra nhà của Minh Hậu con tìm thuốc chị cầu xin Phật phù hộ, tìm đúng thầy đúng thuốc vì uống chữa hết bệnh con ăn chay niệm Phật anh chị làm lại. Xong rồi từ lúc đó thì tin tưởng là ra rồi xin uống, uống về nửa tháng xét nghiệm, cầm cái tờ xét nghiệm đem về nó nước mắt nó chảy gồng gồng, ông sợ ông mừng, ông mừng không. Uống nửa tháng là thấy nó giảm khoảng rất là nó giảm rất là nhiều. Em ăn uống là kiên cử, em không ăn nêm nếm, em ăn sáng là em ăn một lát gì với lại mía nha đam thôi. Trưa thì em ăn trái cây với rau, em ăn gần mang người có năm, mẹ chồng với mẹ ruột, mẹ chồng vô cũng khóc, nói thôi con đi xét nghiệm đi coi coi thận của mẹ hợp á, mẹ cho con để chồng á, không con nếu mà nó hai trái luôn hả, là một là hai luôn, nó suy là suy hết. Người ta cho tỷ như người ta hư á thì hư một trái, còn mình suy là suy hai trái. Nói ông nếu mà
cái thỏa mãn con còn á, cái phước con còn á, thì trời Phật thương phù hộ cho con nhiều, thì mình gặp thầy gặp thuốc. Còn nếu mà thỏa mãn con hết á, thì con niệm Phật theo ông thờ bà thôi, chứ con cũng không có phải để cho lấy thận qua ấy. Tại vì mình cũng biết là mà người nào mà cho thận mình rồi á cũng người sức khỏe cũng, giảm, dạ, giảm cũng không tốt. Nên nếu mà có phần số mình thì tự mình chịu thôi. Dạ. Thì nên cứ hồi lúc đầu bác sĩ kêu là phẫu thuật để mà gắn ống chạy đã, để lọc máu. Máu dạ. Chạy theo máy chạy. Dạ. Mà ai cũng xúi nó thôi vậy thôi đi. Lọc máu đi chứ ăn uống cái kiểu này thấy đau lòng quá. Ăn gì đâu mà có dĩa gạo với mấy miếng trái cây ăn nếm hết trơn á, ai nói ăn cái này sao ăn nổi, ai cũng nói chứ. Nhưng mà mình quyết tâm. Nó ăn vậy thôi nhé. Ăn như vậy rồi đó, nếu mà cái số mình tới rồi thì mình cũng đi cũng tốt thôi. Cho nhẹ nhàng ha, cách tránh sắc xanh. Tránh sắc xanh. Hiện tại mình thấy mình cũng chưa có lớn tuổi lắm mà mình dưới cái bệnh này. Chắc là trong cuộc đời gì kiếp trước mình cũng ra cái gì đây. Mình nói là đừng nói rồi sao tôi là kiếp này tôi sống tốt quá mà tôi gặp vậy không gì không nghĩ vậy, nghĩ là mình chắc kiếp này mình không làm gì nhưng mà biết đâu kiếp trước kiếp kia gì mình cũng không biết được. Rồi thôi bây giờ mình cứ sống tốt kiếp này, cứ lánh dữ làm lành, ăn chay niệm Phật để tránh sát sanh, mình biết cái bệnh gì rồi. Trời Phật thương á. Sao chị uống có mới có nửa tháng là chị đi xét nghiệm, là tại vì mình muốn cho nó có kết quả hay là nó cơ thể mình nó thấy tiến triển tốt? Thấy tiến triển tốt. Uống bây giờ quyết định uống là tin là uống thấy sau dài dài cái sáng mặt nói sao mày uống cái thuốc gì mà cảm thấy thấy mặt mày hồng hồng ra đó nha, thích đẹp hồng hồng thấy mẩn mẩn ra. Ông xã cũng nói anh thấy cái màu em nó cũng đỏ đỏ rồi, nó không có còn trắng bệch như lúc trước nữa, lúc trước thiếu máu nhiều lắm. Yeah. Mà mình uống cái này sao mà cái mí mắt cái mình dạch ra nó thấy cũng nó cũng có máu rồi, nó đỏ rồi. Cái môi nó cũng đỏ lên rồi. Thì ở đầu thấy sao coi xem kiến mấy cái sao bầm xanh này nè nó cũng giảm vút lại từ từ. Dạ. Mình xem là mình biết nó giảm rồi, mình đi xét nghiệm thử nó sẽ giảm được bao nhiêu. Xét nghiệm nửa tháng đi xét nghiệm thấy giảm cũng nhiều. Xong rồi uống cái uống rồi ổng mừng lắm không đem về xét nghiệm về. Ai cũng khoe chứ. Gặp ai cũng khoe bệnh là hồi đó ông xã không bao giờ mà tin cái vụ mà đi chùa thì ba 15 rồi thì đi chùa vậy thôi, bình thường cũ mà đi là không cho đi, kêu ở nhà em coi cơm nước hay gì tại nhà ông đi mằn đó. Yeah. Đi bỏ nhà bỏ cửa 15 thì cho đi mà đi hoài thì không cho đi. Lúc bệnh xuống là ổng ăn chay, ổng ăn chay đúng một tháng rồi xong rồi bình thường là một tháng cứ 4 ngày ăn chay cầu nguyện cho vợ, xong rồi đi muốn đi chùa dắt nào đi làm gì làm, không có nói gì ăn gì hết trơn, tốt quá. Rồi nửa tháng là có kết quả, rồi hồi nãy chị đưa như 3 tờ ha. 3 tờ. Rồi 1 tháng sau. Là 1 tháng sau. Như là trước khi uống mấy ngày là có tới đi. Tới đợt mà đi tái khám. Có đi tái khám. Cái khám mà về cái thấy cái kết quả sao mà cái chất độc ở trong máu mình nó cao quá. Nó ghê đó là chất độc đó. Mà cao quá. Xong uống thấy nó mở cái gì đi khám rồi về nói trong xã. Rồi điện cũng hỏi bác sĩ nói cái UV là cái chất độc. Nếu mà chất độc mà nó giảm xuống đó là cái thận nó hồi phục rất là tốt. Nên ông xã mới cũng gặp ai cũng khoe chứ. Rồi cái xét nghiệm mới đây đó là xét nghiệm hồi nào? Cái này cũng nửa tháng rồi đó. Đâu bữa mình lên đây là bữa sau lại đi xét nghiệm đó. Đi lên đây xin thuốc rồi bữa sau mình... lâu rồi. Thì mỗi lần cho là uống rồi, 2 rồi cho 5 ký. Để uống 1 tháng rồi nè. Bữa đó mẹ nói để bà lại chụp hình bác sĩ tới làm nói tới 24 tay này nó nằm mới giáp tháng nè, cái phiếu xét nghiệm thì tới 24 tay này là giáp tháng. Ừ, bữa 24 tới 24 tay là 10 ngày đó. 10 ngày nó giáp tháng. Rồi đến bây giờ hiện tại là theo cơ thể của chị thấy nó bình phục hoàn toàn không? Bây giờ như đi sáng thức dậy sáng 4 giờ là thức dậy là lễ Phật đâu rồi, mỗi lần á nó nào ngay là nếu mà em lễ Phật là em lễ không có nổi nữa tiếp là nó đau lưng. Đứng lên rồi quỳ xuống mình lại là không nổi, khi em chỉ quỳ thôi em quấn lên quỳ xuống nó đau lưng quá. Bây giờ cứ đứng lên 4 câu Nam Mô Di Đà Phật là quỳ xuống lại cứ làm xuống quỳ xuống chặt chẽ
không có thấy là xong một thời gì nữa, tiếng hồ không có thấy là người mình nó mệt mỏi nữa, người khỏe bình thường. Rồi bây giờ xin hỏi cô vậy chứ sao mà khi con cô uống có kết quả vậy, cô cảm nhận như thế nào cô? Mừng lắm. Dạ. Rồi có ai nói uống chết này kia nọ cô cũng sợ không? Không. Nó uống ngứa rồi, nó em gặp nhỏ cháu nó ở bên chợ ếch nè, nó đi về cái bắt đầu nó gặp ai bán đâu, không biết nó nói ai bán đâu. Dạ. Nó mua cho thằng cũ mà nó chưa dám uống nữa, nhỏ em ở dưới vùng viện nó chưa dám uống nữa. Dạ. Điện hỏi chứ hôm gầy nha, nó Linh nó mua cho viện cũ đó, gì có uống chưa? Trường nhà nó uống ngứa vậy. Ngứa là nó không tới đó, ngứa đó chứ tôi uống mấy lần cũng ngứa đâu. Có cái ông thầy Thức Nam đó, ông lên ông nói uống chết á. Nó nằm ngay là dòng họ, có nhiều người đi tới. Nói nha, mày coi mày uống mày coi mày thấy làm sao chứ. Sao thấy mà lên người ta là mà thầy đó mà hút thuốc, người ta có bằng cấp đàng hoàng mà người ta nói là uống chết đó, mày coi làm sao nha. Yeah. Ai nói thì nói, nhưng mà sức khỏe của mình phải làm chủ, mình uống mình giảm hết, mình giảm mình biết thì mình phải tin tưởng chứ không có nghe lời người ta. Người ta chỉ nói thôi chứ người ta không biết, thì chỉ giúp lời thôi chứ sức khỏe của mình người ta mình chỉ chịu trách nhiệm chứ người ta không chịu trách nhiệm. Tại cái bệnh của mình nó không có thuốc nào mà chữa được chứ, mà có thuốc này uống mới có tháng mấy hai tháng nè, mà hai cái chỉ số, một cái chỉ số là đã bình thường rồi, một cái chỉ số kia là chứ uống thuốc tây là một biết bao lâu mà không có giảm từ được lúc nào mà hết. Chị bệnh đến khi mà tới bây giờ luôn là khoảng bao nhiêu tháng rồi? Một năm không? Hơn năm rồi. Hơn năm rồi, mà lúc trước là uống thuốc là không giảm mà nó tăng. Thì có một cái thời gian là theo bác sĩ mà chữa làm tự nhiên đó, là ăn chay với lại theo thực dưỡng đó, gọi là ăn để trị bệnh. Dạ đúng rồi, tập thể dục đều đặn đó thì nó cầm lại, nó giảm chút. Yeah. Nó nào nghe nó cũng tốt lắm, nó tốt đủ thứ hết trơn á. Ăn cái đó là không có bị loãng xương, không có bị nhức mỏi. Tại vì mình không có nạp chất độc vô nữa. Dạ. Hai cái chân là không có nhức, không có gì trơn hồi lúc. Rồi nó cũng giảm từ từ, nó giảm mà giảm rất là ít. Hồi lúc đó là chưa có biết cái bài thuốc của Bạch Hà nó uống này á, thì cũng tính là thôi giờ bệnh mình nó vậy rồi. Thôi bây giờ mình đừng có uống thuốc gì nữa hết trơn á. Uống thuốc vô rồi nó độc hại thêm. Thôi đi theo của phương pháp này, mình ăn chay niệm Phật cũng tránh sát sinh, nó cũng nhẹ tội. Tội mình cũng bớt đi. Nếu mà khi nào mình tới số thì mình theo ông theo bà thôi. Chứ hết, nếu mà không hết thì cũng chịu vậy thôi, cũng ăn chay suốt đời vậy thôi. Khi nào cái thọ mạng mình hết á thì mình đi theo ông theo bà. Nhưng mà sao mà trời Phật xui khiến là gặp được bài thuốc này. Duyên, có duyên tốt quá. Dạ. Cái duyên mình còn sống nổi, sống lâu. Dạ. Xin nó vẫn còn qua đây cái cô. Tôi xin chào một xíu. Chứ hồi lúc mà chưa gặp cái này là không có hy vọng vô cái thuốc gì nữa hết trơn. Dạ. Thì kính thưa quý vị, vừa qua chị nãy nói tên gì quên rồi. Thanh Hương. Chị Hương ở Tân Hiệp, Kiên Giang. Đã có sử dụng qua về vấn đề của Bạc Hà, có kết quả hiện nay thuyên giảm rất nhiều, thì đây là một cái niềm vui của gia đình. Phải nói là đây là một cái đường, nó gọi là cùng đường. Và sau khi được một cái tin là coi trên mạng là sự tin tưởng về vấn đề của Bạc Hà này, thì cho gia đình cũng như mẹ của chị Hương đã rất là vui mừng và đến khóc luôn quý vị. Tại vì con người mà ai cũng chẳng thà già 70 tuổi đi, 60 tuổi đi, mình vướng vô một căn bệnh đó thì cũng không đến nỗi. Mà tuổi mình mới có 40 mấy tuổi thôi. Thì cái bệnh nan y, phải nói là cái bệnh này gọi là nan y, nhưng mà rất là may mắn. Thì đây không phải nhất thiết là người nào uống cũng hết, nhưng mà một là cái duyên của người đó có tin hay không. Tại vì nhiều khi mình dùng mà mình không tin tưởng thì uống khoảng chừng 2 ngày 3 ngày. Dạ, với lại mình phải biết kiên cử. Dạ. Ăn uống đó, đúng rồi, đúng rồi. Đó. Thì coi như là một là phải có cái niềm tin. Thứ hai là mình phải đúng theo cái công thức ở đây để hướng dẫn. Đó, hướng dẫn như thế nào bà con mình phải dùng theo thế đó mới có kết quả. Chứ nhiều người uống mà không có kết quả là gì,
uống rồi ăn gì ăn, rồi không kiêng cử, rồi uống không theo công thức vân vân, thì nó không có kết quả tốt. Thôi thì đây Thành Hậu xin chúc cho gia đình luôn luôn được tiến triển tốt và có một cái niềm tin cũng như là với Phật pháp. Đây là cái duyên của mình còn sống lại với thế gian này, chứ theo đúng ra nếu như mình không có duyên thì mình theo ông theo bà đó. Thì mong rằng quý vị nếu như ai mà có xem được cái clip này và có cảm nhận được cái đồng chung với một cái căn bệnh của chị Hương này, thì quý vị mình sẽ tìm đến để mình thỉnh về để mình dùng. Thì tại vì Thành Hậu rất là lâu rồi, ngày hôm nay là ngày 10 ngày rồi Thành Hậu không có quay với một cái clip nào, bà con cũng có đến đây nhưng mà tại vì bên nó có trục trặc bên bên trong của nó, cho nên Thành Hậu không có đăng lên để những cái người hết bớt để chia sẻ với cái nỗi khổ niềm đau. Thì mong rằng quý vị nếu ai có duyên thì mình uống, tại vì cái cơ địa của con người thuốc nam mà, mỗi cơ địa con người thì quý vị thấy có kết quả tốt thì chúng ta dùng, mà nếu không có kết quả tốt thì thôi. Tại đây là hoàn toàn miễn phí, chứ cũng không có ép hoặc là không có bắt buộc. Đấy quý vị, mình ví dụ chị đến đây bán tiền bạc gì đâu mà dạ thì dạ cho làm, nếu mà làm nói là ngay thuốc hay mà mình có ăn uống kiêng cử với bạn sắc có đúng hay không. Dạ với lại nói nào ngay thì cũng cái số mình cũng phải còn phước duyên. Dạ nếu mà cái thuốc hay cái nào cũng không cứu được cái người tới số. Dạ lúc chưa uống em cũng khấn nguyện cầu xin trời Phật phù hộ độ cho con, nếu mà cái thọ hạn con hết thì con chịu, nếu mà không còn xin phù hộ cho con là tìm được đúng thầy đúng thuốc, cái con lọc máu thì con không lọc máu sao mà em muốn anh cầu bệnh em đi ra đi xin là có thuốc luôn. Uống liền, uống là tin tưởng, là uống là kiêng cử, những cái món nào mà ăn không được là không ăn. Dạ. Trước khi uống thì mình sắc thì mình cũng canh giờ sắc cho nó không còn đúng liều lượng. Dạ. Dạ. Rồi uống thì uống còn nóng. Dạ. Xong rồi mình uống mình cũng phải nguyện Phật tổ Phật thầy mình cầu xin 12 vị thần thuốc nam là phù hộ cho mình. Dạ. Gia trì gia hộ cho mình. Dạ. Tại vì phải lo thuốc thang khẩn giấy Phật trời. Dạ. Ở đây cũng không phải gọi là mê tín, tại vì cái này là thực tế. Ví dụ là mê tín là có nghĩa là tôi đưa cho chị một cái chén nước lạnh ha, rồi tôi quả bùa hay là gì đó, đó gọi là mê tín. Còn đây là cái cây thuốc rõ ràng, chứ nó không có gọi là vô vi. Giờ thì mình cộng với một là cây bạc hà, lá đu đủ, cùng với sự nguyện giấy và cái đức tin của mình, và bên cạnh là phải làm đúng và phải kiên cử thì có kết quả. Nấu đúng có mấy hôm mà màn công chuyện mà nấu mà nó giật xuống còn nửa chén, uống là qua bữa sau uống thì vậy là hai bên mắt này là có gèn. Có gèn rút kinh nghiệm là không dám nấu mà giật nhiều nữa, thì chỉ là một chén là còn một chén thôi chứ không cần thời gian. Ở đây mình gia đình mình uống nè, bây giờ chị muốn dĩ dễ lắm, khỏi chắc ra chắc vô nhiều lần cân á. Ở đây để là cân, thí dụ bây giờ chị cái ấm không, chị đổ 4 chén nước rồi chị cân ha. Rồi sau khi mà bây giờ chị chắc còn một chén rồi chị đổ vô lại đi, rồi chị để lên cây cân chị cân thử là mai mốt thí dụ còn 100 gram nào đó. Dạ sau đi chút xíu về tiền nó đẳng chút xíu lại, tiền đi đẳng chút xíu lại đây, đâu có chút xíu lại liền này. Là mình cân thí dụ ở đây là tại vì mình chắc ra chắc vô nó nóng mà nó mất thời gian mình, hoặc mình ngồi mình chăm hoài canh hoài giờ có cây cân nó thí dụ còn 100 gram nữa thì mình nói, còn 100 gram hay gì đó, hiện giờ là hình như đây là 900 gram hay gì đó, đứa em nữa sắc hôm nay nè. Dạ. Là còn đúng một chén luôn, thì đúng mình cho nên mình phải cân thử. Phải cân thử là, chứ để nhầm khi chắc chạy chắc vô nhầm khi nó tay chân nóng nữa. Dạ. Rồi nó canh hoài gần tới canh hoài tới vô nhầm khi nó chật nó đổ này đúng rồi nó lu bu nó mình cân là chính xác nhất. Mình bữa nào mình làm vậy đó, thí dụ bữa nay mình về vậy đó, bữa nay mình về cái mình đổ vô 4 chén
ngày đầu tiên á về nấu cũng nhà là nấu củi ngon lắm. Cái bữa sau mắc công chuyện lu bu cái nhà sẵn có cái siêu sắc phương Nam đó. Cái bỏ vô siêu sắc cho nó khỏi cầm canh. Bỏ vô siêu sắc uống vô. Ngứa liền. Nó không ngứa mà nó tăng. Nó ngứa nhiều mà nó hơi tăng vậy đó, uống nóng chưa hết. Cũng như là cái bệnh đó nó cũng tốt, nó độ lửa nó cũng cũng mạnh. Hơi cho nên mình cũng có hướng dẫn đó. Từ ngày đó thì về sau là không dám. Không dám. Nó không ngứa thì mình biết cái đó là không tốt rồi. Thì ở đây mình cũng có cái siêu bằng xanh đó. Sắc thế uống nó không tốt là lý do uống vô gọi là nó tăng khó chịu liền chăm giống như mình ăn bạc hà mà nấu canh chua mà nó nóng không có tới vậy đó. Nhưng mà uống nóng vô thì nó hết. Rất là nhiều người chứ không phải là như chị hôm bữa là có cái ông anh tới đây là bệnh viện không nhận nữa, có nghĩa là ảnh bị cũng thận rồi gan chứ gan mà bụng bự thận luôn, sơ gan cũng chướng nó bụng bự, dạ bị thận rồi bị gan nó liên thông với nhau. Rồi ảnh tới đây ảnh đòi nằm ở đây, tôi nói ở đây đâu có chỗ đâu nằm được, không nằm được. Dạ. Thì nằm ở đây đi, nó không được, đây đâu có chỗ nằm với thêm cái nơi là cho về nhà công thức uống. Hôm nay lên đây mình nhìn không ra, bữa hổm tại ông sưng á, nước sao tại bình thận thường thường nó sưng nước. Mình mẩy ông ha đâu chừng 80-90 kg, bữa nay là còn là 60 mấy kg là ông đi lại lên xe đò bước xuống mà mình nhìn không ra luôn. Ông kêu ông thầy nhớ tôi không thầy, ông thầy không cho tôi nằm đó ông thầy, nó rồi vậy nhớ, tại vì đâu có nằm được đây mà lỡ có gì rồi sao, thấy anh ta là... phải về nhà có gia đình rồi kia hơi khó. Có gì là bắt đầu trách nhiệm mình phải gánh. Đúng rồi, đúng rồi. Dạ. Cho nên có rất là nhiều người có kết quả tốt, nhưng mà mình cũng cũng do cái duyên là sau khi ông thầy đó nói làm cho rất nhiều người hoang mang. Mình tội nhất á là những người không có tiền á. Không có tiền mà nhờ cái này nó có kết quả. Như cái chú đó chú nói là như vậy mà nhiều người người ta sợ, người ta không có cũng như là cái lòng tin người ta không giữ, người ta bỏ thuốc này. Đúng rồi. Cái tội cho người ta lắm. Tội cho người đó. Cái ông đó ông cũng tội, cái tội của ông rất là nặng. Tại vì cái bệnh người ta không có thuốc chữa rồi. Chỉ có thuốc này mà nó chữa được mà nói vậy người ta hoang mang. Dạ. Đây là sức khỏe của mình là mình phải biết, mình uống vô cơ thể mình cũng phải biết, chứ mình nghe người ta nói người này nói gì mình nghe theo, người kia lại nó khác lại mình nghe theo, vậy là không có tốt cho mình. Dạ. Tại vì ví dụ mình có tiền mình điều trị thì không nói chi. Đó, bác sĩ chạy khổ cái là mình không có tiền là một. Cái bệnh tiểu đường, huyết áp với lại nói chung rất là nhiều bệnh là thuốc tây không có chữa hết, uống là để cầm đó thôi, còn uống thì nó đỡ, còn uống là bệnh nó nhầm khi uống cái bệnh này nó chưa giảm đó, nó ra cái bệnh khác rồi. Uống tiểu đường thời gian này, uống tiểu đường uống áp thời gian nó cũng ra suy gan suy thận. Đúng rồi, thuốc tây nó, nhưng mà cái này thì nó không có cái tác dụng phụ, nó chị thấy uống đi bất cứ một loại thuốc nào thì uống vô là nó hết cái này bắt đầu nó sẽ cái bệnh kia nó tiếp theo, tại nó bị tác dụng phụ. Còn cái này mình uống vô thì nó hết cái này mà nó còn giúp được cái kia, hết cái kia, nó lạ vậy đó. Thấy hai vợ chồng chờ Phật sắp xếp không, tiền hậu là trước sau, có trước có sau, giờ hai vợ chồng có trước có sau. Cho nên với thêm một nỗi khổ nữa là những cái người ta không còn cách để điều trị, nhưng mà rất may mắn nhờ cái củ bạc hà này, nhờ củ bạc hà này mà giúp cho mọi người được kéo dài thêm cái mạng sống, đó là một cái niềm vui nhất. Thí dụ cho dù mình thấy con trùng con dế nó cũng muốn tìm lẽ sống, huống gì cuộc sống con người ai cũng vậy. Cho dù cô thấy mấy ông già mà 80 tuổi này nữa, ông cũng chưa muốn chết nữa. Huống gì mình thì may mắn gặp được một cái cây thuốc này, phải nói là cái duyên rất là lớn đó. Thì chúng ta mà không tin tưởng theo là một cái điều hết sức thất bại, trừ khi ở đây mình bán. Ví dụ trừ khi ở đây tôi bán cho chị là 1 kg 50 ngàn hay là bao nhiêu đó,
nhưng mà 50 ngàn mà tin tưởng là... muốn là cũng vẫn mua. Nói là cái hôm mà đăng lên là cái vụ mà lùm xùm đó là xong mình đăng lên nó là không đi ra không có thuốc đó, yeah. Cái cũng chạy đi kiếm mua chứ không có dám bỏ, không có dám bỏ nó là yeah. Nhất khoát là phải tin tưởng cái củ bạch hà núi này chứ không không bao giờ dám bỏ, không có cũng kiếm mà chạy chợ lên chợ kiếm mua, người ta cũng có bán 25 ngàn một ký yeah. Mua về uống chứ không có dám bỏ ngày thế nào, từ ngày đó tới giờ là không bỏ ngày nào yeah. Hết. Tốt quá. Thì biết là hai cái kênh của mình làm từ thiện rồi nói chung ra là cuộc sống mà. Bây giờ mình vừa quay phim là về vấn đề từ thiện, mà bên cạnh là nó có tiền YouTube để mình đi lại. Ổng mướn người làm cho mình sập luôn hai kênh luôn. Sập luôn là không có làm được cái gì hết, không có ấy được. Cho nên mình thấy tội nghiệp bà con. Còn đối với mình thì cuộc sống mình không làm được này thì mình làm cái khác. Dạ, thì nhưng mà tội nghiệp những cái cô bác bà con phải chạy chữa. Ngày nào cũng chiều dẫn là lên xem coi Quynh có đăng clip nào không, đừng coi đừng biết yeah. Không thấy lộn đầu thuốc mà còn khoảng chừng 5-6 ngày hết nữa là chạy đi kiếm mua, không dám để ngừng. Xong đó thấy sau là quẹt sau thấy mà Quynh đang là những bà con mà ai cũng uống rồi đó tin tưởng mà thì cứ ra đây, không có nhiều thì cũng có ít yeah. Từ hôm đó giờ là hằng hết thì ra đây lúc nào cũng có uống, mà chị tiền chị hỏi uống có giảm hết thì tin tưởng thì có cho. Dạ. Những nữa là ai cũng rất là cảm ơn hai vợ chồng Quynh. Chứ yeah. Nếu mà không có thì cũng tiền cũng vất vả lắm, mà có ông mình lên cái chỗ đó bán mà không phải lúc nào cũng có. Bán 25 ngàn một ký yeah. Không phải lúc nào cũng có. Tại vì cái bệnh của mình nó là hết, không có thuốc nào chữa được. Mà thấy yeah. Có thuốc này chữa được nên mà hãy mà còn phải uống vài ngày là phải đi kiếm để cúng trước. Yeah. Không có dám để cho ngưng, chứ nếu mà ngưng rồi sợ cái chất độc nó tăng lên rồi lại trở lại là nó bị kháng thuốc, nó khó mà giảm nữa. Ở đây là mình đã có dự trữ là 30-40 tấn là bên trong đó, nhưng mà vì cái chuyện đó mà mình không có công khai, cho nên mình chỉ âm thầm mình làm thôi. Cũng như ai có duyên với thằng Hậu thì cũng có coi xem kênh đây, thì đây là một cái kênh mới thành lập để cho bà con cũng như là xem những cái thông tin. Hai kênh kia là nó không cho đăng nữa luôn, không cho mình đăng. Thì bây giờ còn cái kênh mới này để kiểu như ai có duyên á thì mình sẽ vào xem. Và Thành Hậu sẵn sàng lúc nào nếu cô bác bà con có cái duyên và tin tưởng thì trở về đây mình sẽ có để phát cho bà con luôn lúc nào cũng về. Thôi thì cũng xin chúc cho gia đình ha, cô chị được uống thuốc nhiều kết quả tốt, và chúc cho bà con luôn luôn được bình an. Thì cho xin số điện để đọc lên để cho bà con người ta có, nếu có nghi, ví dụ nhiều khi cái căn bệnh giống mình mà người ta sẽ sợ giống vậy đó. Cái này mới mà kêu uống nó cũng sợ. Dạ, đâu chị đọc lên số điện, dạ, số điện của chị. Mới mẹ em sinh hai lần em chưa dám uống, tại nói bệnh mẹ là bị biến cổ, là tại em thấy trên đăng trên clip có nhiều người biến cổ bớt lắm rồi. Cái câu kia clip đầu tiên Quynh đăng á là sẽ xuống đây, xong cái sào lên đây, cái sào lên tốt trên này luôn. Bệnh mẹ thì dễ, bệnh con á thì mẹ không biết rồi đó, đâu có dám uống lung tung được. Dạ. Chẳng hạn bây giờ con dùng ăn con dao cũ thì không dám uống. Sao mình gian giá trời Phật, trời Phật thương xót cho xu khiến mình có lòng tin yeah. Mà có lòng tin tuyệt đối nên mình dám ra xin uống. Rồi thí dụ bây giờ nó kêu mình nghỉ uống, mình nghỉ không? Coi clip nhiều lắm mà dòng họ cũng điện lại nói thôi đừng có uống nữa này kia, nói không sức khỏe là của con nên con uống là con biết con phải chịu trách nhiệm sức khỏe của con, chứ mấy dì mấy cô gì đó thương con thì khuyên gì con cũng cảm ơn. Chứ nhưng mà người ta nói là người ta nói, nhưng mà mình uống mình giảm mình biết mình, cái sức khỏe mình là mình chịu trách nhiệm, mình phải làm chủ sức khỏe của mình, làm chủ cơ thể của mình mình phải là mình biết cái gì tốt cho nó là mình phải quyết tâm 100% mình làm theo cái suy nghĩ của mình, chứ không có thể nào mà lung lay mà nghe lời người khác, người ta chỉ giúp lại thôi, chứ mình mà có bề gì người ta đâu có giúp được gì. Bỏ quá người ta lại người ta nói trời tội nghiệp quá, chia buồn cùng gia đình ra, chia buồn kia nói lại thương xót thôi, chứ thật sự là không có giúp được.
khỏe của mình là mình phải tự làm chủ. Yeah. Nên ai gì, anh nói gì nói là phải mình phải tin tưởng 100% mình quyết tâm mình tốt vậy là tốt. Yeah. Nếu mà bà con cô bác á, nếu mà có bệnh giống như tôi á thì ráng mà đến đây xin thuốc uống, rồi ăn uống kiêng cử, ăn chay niệm Phật, đánh giữ làm lành để tạo cái phước duyên cho mình. Nếu mà kiếp này mình không có nhận được thì kiếp sau nói nào ngay là cái chuyện đó là chuyện tốt. Nên bà con gắng cho tin tưởng mà dùng thuốc. Nếu bà con thắc mắc gì thì cứ gọi cho tôi số điện là 0396 6462274. Dạ. Yeah. Chào bà con. Rồi. Cảm ơn. Rồi có gì nếu quý vị mình không tin tưởng thì điện trực tiếp ngay chị Hương. Chứ ở đây là mình cũng không có dàn dựng. Tại ông thầy ông nói mình dàn dựng á. Dàn dựng là mượn chị lại để nói để quay lên. Mà quay lên phải quay lên tôi bán thì cũng có lợi nhuận. Mà quay lên để... quay lên câu like câu view đang lấy tiền rồi đó này đâu có. Dạ. Thì lấy tiền các bạn. Nói với bà con luôn là có mấy lần tôi đến đây tôi có ngỏ lời là gửi một ít tiền phụ, nói nào ngay không có phải một số nhiều gì, cũng mỗi một tấm lòng ít thôi. Chị tiền cho nó chị không có nhận, nên bà con đừng có nghe lời người ta nói là lấy tiền hay gì. Cái này mình giống như mình tạo một ít duyên thôi, mà chị tiền mình chưa nhận nữa, chứ đừng có nói là lấy tiền thuốc tiền ngang gì hết á. Dạ. Rồi cảm ơn chị ha. Dạ cảm ơn gia đình. Dạ. 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 Dạ.